Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Cầu thủ có cái chân trái dị nhất Việt Nam trở thành phó tướng của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Vào ngày 23 tháng 8, trang chủ câu lạc bộ Công an Hà Nội công bố danh sách các thành viên của đội bóng này sẽ tập trung cùng tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Day vào tháng 9 năm 2024. Đáng chú ý, ngoài 5 cầu thủ Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Đức và Nguyễn Philip còn có cả trợ lý Phạm Thành Lương. Theo tìm hiểu, Thành Lương được huấn luyện viên Kim Sang-sik gọi lên tuyển Việt Nam để hỗ trợ công việc trong dịp FIFA Day vào tháng 9. Chia sẻ về điều này, Thành Lương cho hay: "Tôi rất vui vì được quay trở lại đội tuyển Việt Nam với vai trò hoàn toàn mới, đó là trợ lý cho huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik. Tôi nghĩ đây là cơ hội để bản thân học hỏi, hoàn thiện hơn nữa trong công tác huấn luyện, chuyên môn." Thành Lương hiện đang theo khóa học đào tạo huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp. Sau khi tuyên bố treo giày ở mùa giải 2023, Thành Lương chuyển sang dẫn dắt đội bóng hạng nhất Hòa Bình FC. Nhưng sau đó, anh đã rời Hòa Bình FC và gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội trong vai trò trợ lý huấn luyện viên Kiatisak. Hiện nhà cầm quân gốc Thái Lan đã rời đi và anh tiếp tục ở lại để hỗ trợ huấn luyện viên Mano Bonking. Trước khi chuyển hướng làm công việc huấn luyện, Lương Dị được biết đến với tư cách là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam. Cựu cầu thủ 36 tuổi có 4 lần giành quả bóng vàng Việt Nam, 5 lần vô địch V-League, có 3 cúp quốc gia và 4 siêu cúp Việt Nam. Về phần tuyển Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ hội quân trở lại từ ngày 30 tháng 8 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong dịp FIFA Day tháng 9, đoàn quân áo đỏ sẽ có 2 trận giao hữu với Nga vào ngày 5 tháng 9 và Thái Lan vào ngày 10 tháng 9. Đội bóng Việt Nam chiêu mộ đồng đội cũ của sao Liverpool. Theo thông tin mới đây, câu lạc bộ Bình Định đang thử việc tiền vệ Alisson Anwar Fariad. Nếu không có thay đổi nào, đôi bên sẽ ký hợp đồng chính thức để hướng đến mùa giải 2024-2025. Alisson Anwar Fariad có vị trí sở trường là tiền vệ cánh trái. Tuy nhiên, anh cũng có thể đá tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm. Cầu thủ sinh năm 1996, trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ International Brazil và từng được đôn lên đội 1 để thi đấu. Tuy nhiên, anh lại không thể cạnh tranh vị trí và được đem cho câu lạc bộ Estoril, Curitiba và Brazil de Belotas mượn. Một điểm đáng chú ý khác, International chính là đội bóng cũ của thủ môn Alisson Becker. Trước đây, Alisson Fariad cũng có thời gian chơi bóng với Alisson Becker, nhưng đáng tiếc, sự nghiệp của Alisson Fariad lại không được như ngôi sao của Liverpool. Được biết, sau khi chia tay International, Alisson Fariad đã lần lượt gia nhập các câu lạc bộ khác. Tuy vậy, trong màu áo các đội bóng này, Alisson Fariad không để lại được dấu ấn nào đáng kể. Quay lại với câu lạc bộ Bình Định, đội bóng này đã mất rất nhiều cầu thủ quan trọng sau mùa giải 2023-2024. Một loạt trụ cột của đội bóng đất võ như Marlon Zander, Đỗ Thanh Thịnh, Lê Ngọc Bảo, Trần Đình Trọng, Andre Nano Smith, Alan, Đỗ Văn Thuận, Phạm Văn Thành hay Leo Atot đều đã ra đi. Để hướng đến mùa giải mới, câu lạc bộ Bình Định đã mang về thêm một vài ngôi sao. Nhưng với sự xáo trộn đội hình như hiện tại, không nhiều người tin đội bóng của huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy có thể làm nên chuyện ở V-League 2024-2025. Hậu vệ đẳng cấp nhất Thái Lan bỏ lỡ trận gặp tuyển Việt Nam. Mới đây, câu lạc bộ Buriram United đã có chuyến làm khách trên sân của Công an Hà Nội tại Suppy Cup 2024-2025. Đáng nói, trong danh sách dự màn so tài này của đội bóng Thái Lan không có tên của đội trưởng Therathon Bunmathan. Theo tìm hiểu, Therathon Bunmathan đang bị chấn thương và không thể ra sân vào thời điểm hiện tại. Kết quả, Buriram United đã để thua trên sân của câu lạc bộ Công an Hà Nội ở trận ra quân Suppy Cup 2024-2025. Hiện, chấn thương của Therathon Bunmathan cũng tiến triển không quá tốt và anh khả năng sẽ bỏ lỡ đợt hội quân vào tháng 9 năm 2024 cùng Thái Lan. Bên cạnh trường hợp của Therathon Bunmathan, Chanathip cũng đang bị nghi ngờ về khả năng được huấn luyện viên Masatada Isi gọi lên tuyển. Trong thời gian qua, ngôi sao số 1 xứ Chùa Vàng đang chơi không quá tốt và thường xuyên dính chấn thương. Chính vì vậy, khả năng thi đấu của anh trong dịp FIFA Day vào tháng 9 năm 2024 đang bị đặt dấu hỏi. Nói thêm về lực lượng của Thái Lan trong lần hội quân này, huấn luyện viên Masatada Isi khẳng định ông sẽ gọi nhiều sao trẻ lên tuyển. Huấn luyện viên tuyển Thái Lan chia sẻ, hai đối thủ của Thái Lan là tuyển Việt Nam và Nga đều rất mạnh, không phải dễ gì có một kết quả tốt trước họ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ mang một đội hình gồm nhiều gương mặt trẻ để đối đầu hai đội bóng này. Vào ngày 7 tháng 9, Thái Lan sẽ chạm trán Nga, sau đó họ đụng độ tuyển Việt Nam vào ngày 10 tháng 9. Người hùng Thường Châu chạy trốn đội bóng mới để tự cứu mình. Cách đây không lâu, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định không ký hợp đồng chính thức với Hoàng Anh Gia Lai. Thay vào đó, người gác đền gốc Thanh Hóa lại tái hợp với đội bóng cũ là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng tưởng đó là quyết định đúng đắn của Bùi Tiến Dũng, đặc biệt trong bối cảnh chiến hạm đỏ thời điểm ấy cũng không có những thủ môn quá xuất sắc.
nhưng sau đó không lâu, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với Patrick Lê Giang. Điều này cũng đồng nghĩa Bùi Tiến Dũng sẽ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh suất bất chính, bởi xét trên nhiều phương diện, người hùng Thường Châu đều không thể sánh với Patrick Lê Giang. Đáng nói, mùa trước, thủ thành mang hai dòng máu Việt Nam Slovakia còn thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh theo dạng cho mượn từ câu lạc bộ Công an Hà Nội. Vậy nên, Patrick Lê Giang sẽ không mất thêm thời gian để hòa nhập với đội chủ sân Thống Nhất. Còn với Bùi Tiến Dũng, anh dù cũng từng chơi bóng cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng điều này đã diễn ra từ lâu. Thế nên nhiều ý kiến cho rằng Bùi Tiến Dũng không có nhiều hy vọng để tranh vị trí chính thức cùng Patrick Lê Giang. Mới đây cũng xuất hiện nhiều thông tin thủ thành sinh năm 1997 đang tính chuyện trở lại Hoàng Anh Gia Lai theo dạng cho mượn. Đây hoàn toàn là lựa chọn thích hợp bởi Hoàng Anh Gia Lai lúc này cũng đang thiếu một thủ môn đẳng cấp. Mùa trước, Bùi Tiến Dũng cũng đã chơi khá ấn tượng và góp công giúp đội bóng phố núi trụ hạng. Do đó, màn tái hợp này có thể xảy ra ngay trước khi mùa giải 2024-2025 khởi tranh. Cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam làm trợ lý cho người hùng World Cup ở đội nữ quốc gia. Sau gần một tuần hội quân, tuyển Việt Nam mới có đầy đủ quân số để tập luyện. Đáng chú ý, trong lần tập trung này có sự xuất hiện của cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc. Được biết, ông Phúc sẽ đồng hành cùng tuyển nữ Việt Nam trong hành trình sắp tới với tư cách trợ lý cho huấn luyện viên Mai Đức Chung. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc hiện đang làm việc tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội và giữ chức giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Hà Nội. Với kinh nghiệm dày dặn, nhà cầm quân 60 tuổi hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tuyển nữ Việt Nam. Năm 2013, ông Phúc được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội U23 và tuyển Việt Nam. Nhưng sau đó, ông đã quyết định từ chức khi U23 Việt Nam thi đấu không thành công ở SEA Games 27. Sau khi rời ghế huấn luyện viên tuyển Việt Nam, nhà cầm quân gốc Hà Nội đã chuyển sang dẫn dắt câu lạc bộ Quảng Nam và cùng đội bóng này vô địch V-League 2017. Năm 2020, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đến dẫn dắt Sài Gòn FC và chia tay đội bóng này chỉ sau một trận vì bất đồng quan điểm với chủ tịch Vũ Tiến Thành. Quay lại với tuyển nữ Việt Nam, sau khi có đầy đủ lực lượng, đội đã tiến hành bầu ban cán sự. Theo đó, Huỳnh Như được giao trọng trách làm đội trưởng, trong khi Kim Thanh, Hải Yến và Diễm My là đội phó. Tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục rèn luyện đến ngày 1 tháng 9 rồi lên đường sang Cộng hòa Séc để tập huấn. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có 2 tuần để tập luyện. Tại đây, Huỳnh Như cùng đồng đội có 2 trận giao hữu với Đức và Praha. Dàn trò cưng của ông Châu Sier bị huấn luyện viên Kim Sang-sik gạch tên khỏi tuyển Việt Nam. Trưa ngày 22 tháng 8, trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đăng tải bản danh sách 26 cầu thủ được huấn luyện viên Kim Sang-sik gọi tên tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Day vào tháng 9 năm 2024. So với lần hội quân trước, bản danh sách này cũng không có quá nhiều khác biệt. Những ngôi sao giàu kinh nghiệm như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Philip, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh hay Nguyễn Văn Toàn đều có mặt. Ngoài ra, tuyển Việt Nam còn chào đón sự trở lại của trung vệ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Trung và tiền vệ Nguyễn Hai Long. Đáng chú ý, những cầu thủ trẻ từng góp mặt ở tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên Châu Sier là Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc lại không có tên. Theo tìm hiểu, họ sẽ được đưa xuống đội U22 Việt Nam để dự giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc. Ở lần hội quân này, trung vệ Đỗ Duy Mạnh cũng không có tên vì mới bị chấn thương gối trong lúc tập luyện với Hà Nội FC. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 30 tháng 8 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong dịp FIFA Day vào tháng 9 năm 2024, những chiến binh sao vàng sẽ có hai trận đấu rất chất lượng với Nga và Thái Lan. Nga là đối thủ đầu tiên của tuyển Việt Nam với trận đấu diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 5 tháng 9. Đây là đội bóng rất mạnh khi đứng hạng 33 thế giới và nhiều lần dự các giải đấu lớn như World Cup hay Euro. Trong khi đó, Thái Lan là đối thủ quen mặt tại khu vực Đông Nam Á của đoàn quân áo đỏ. Trong 6 lần gặp nhau gần nhất, tuyển Việt Nam vẫn chưa thể đánh bại được voi chiến. Thế nên, người hâm mộ lúc này kỳ vọng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ giành chiến thắng trước Thái Lan ở trận đấu diễn ra vào ngày 10 tháng 9.